Về tình hình vận chuyển, kinh doanh và tiêu thụ gà nhập lậu, gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì có thể nói rằng chưa bao giờ tình hình này lại diễn biến phức tạp như năm 2012 vừa qua. Trong một chiến dịch mà người ta gọi là cuộc chiến với gà nhập lậu, thì chính phủ đã xây dựng một đề án để ngăn chặn gà lậu và nâng cao phát triển gà trong nước. Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được chọn là địa phương đầu tiên để thực hiện chỉ đạo việc cung ứng sản phẩm gà sạch cho thị trường Hà Nội trong dịp Tết Quý Tỵ này. Tại nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện một thương hiệu gà sạch, gà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó là sản phẩm gà đồi Yên Thế được chăn thả trên các sườn đồi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Gà Yên Thế là loại gà rất ngon, nhà cô hay ăn gà này lắm. Cô đã mua từng mua ở đây rồi, hôm nay cô lại ra không được tiếp. Tốt nhất là vẫn nên vào siêu thị mua, mà mua ở đây thì đảm bảo cân, đong, đo, đếm, chất lượng đảm bảo. Thế thì vào nên mua, chứ mua chưa nổi ngoài thì nhỡ ra hàng nhập lung tung, nó không đảm bảo chất lượng, không nên mua. Trước khi có mặt trên các kệ hàng siêu thị ở Hà Nội, gà đồi được chế biến ngay tại Yên Thế và có dấu kiểm dịch của chi cục thú y huyện. Với diện tích đất đồi lớn, huyện Yên Thế phát triển 9 xã nuôi gà tập trung theo quy mô hộ gia đình, mỗi gia đình từ 2.000 đến 5.000 con. Với 174 trang trại và 32 triệu con gà, Bắc Giang cũng là trung tâm gà lớn nhất của cả nước hiện nay. Người nuôi gà cũng đã bắt đầu có lãi. Có thể được đến 30-25 triệu, đấy là chưa trừ chi phí. 32-5 triệu là trong 1.000. Vâng, trong 1.000, nếu giá cả như bây giờ. Còn có lúc thì nó cũng lỗ khoảng 20 triệu đến 30 triệu 1.000 gà. Cái thời điểm nó ế, giá cả nó rẻ. Gà thải nước ngoài nó nhập vào nhiều, nó cũng rẻ lắm. Sau khi đi thị sát tình hình thị trường tại 3 siêu thị lớn và một số điểm bán lẻ ở Hà Nội, ông chủ tịch huyện Yên Thế tuyên bố thấy thương cho người Hà Nội, văn minh nhiều tiền mà phải ăn gà không rõ nguồn gốc. Trong cái bối cảnh là số lượng lớn, chất lượng tốt, có thương hiệu thì không có lý do gì mà là không đưa gà Hà Nội về, gà đồi Yên Thế về Hà Nội. Vấn đề nữa là trong bối cảnh người dân Hà Nội, những cái thị trường khó tính, nhưng mà thực tế hiện nay là vẫn đang sử dụng rất nhiều cái chủng loại gà mà không rõ nguồn gốc, đặc biệt là gà lậu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi có nghĩ là có một phần trách nhiệm của mình để cung cấp cho người tiêu dùng có sản phẩm tốt nhất, đặc biệt đối với thị trường Hà Nội. Sự xuất hiện của gà Yên Thế tại Hà Nội được bắt đầu bằng thỏa thuận hợp tác sản xuất và tiêu thụ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bắc Giang theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Chiều thứ tư hàng tuần, Sở Công Thương hai địa phương này sẽ tập trung giao ban về gà. Tức là phát triển cái thương hiệu gà đồi này, nó dù sao nó là một cái sản phẩm mà có thương hiệu, đã có thương hiệu rồi. Đấy, thì muốn phát triển nó lên thì nó là có cái nguồn cung nó ổn định cho cái thị trường trong nước. Sở Công Thương Hà Nội cho biết Hà Nội đã đặt hàng huyện Yên Thế 5 triệu con gà cho dịp Tết Nguyên đán. Số lượng này đủ sức để đánh bại gà nhập lậu. Bên cạnh các biện pháp quản lý mang tính chất hành chính, chính phủ và Hà Nội đã bắt đầu xử lý gà lậu bằng biện pháp thị trường.